Lông mày chị có gảy sợi điêu khắc em ạ. Hồi trước lông mày chị rất là rậm, thế nhưng mà có cái thời gian mà cái hồi quay về nhà đi con á, chị bị cạo mất một bên lông mày, tức là cái đuôi lông mày bên này này bị cạo mất, chứ còn bên này nó vẫn rậm. Đó, lông mày chị rất là rậm. Thế hồi đó thì chị mới bảo là thôi bây giờ mất công cứ suốt ngày kẻ như vậy, thì chị mới bảo tìm đến DK của bạn DJ Cún á. À, chị DK đã làm cho chị cái bộ lông mày này. Đấy, cả môi nữa này. Cả màu môi chị cũng phun màu môi ở bên chỗ bạn Cún nhá. Đây, lông mày của chị đây. Bên cái đuôi bên này thực ra nó bị mất vẫn còn đẹp. Một cái lông cụt như này. Đấy, thì nhìn đuôi đây nó vẫn không được dày bằng như này, vì bên này vẫn còn đầy lông. Mà bên đây bị cụt mất một tí này, nó không mọc lại nữa. Chị làm bạn Cún nhá, DK.